các bạn có động từ đầu tiên là chào, trong tiếng Hàn là insahata, 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 chào. Và một câu là chào hỏi đi hoặc là hãy chào hỏi đi, insahaseyo, 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 chào hỏi đi. Mình lưu ý lại một chút, dòng chữ màu xanh đầu tiên chính là nghĩa tiếng Việt, dòng chữ màu đỏ chính là cái nghĩa tiếng Hàn, chữ viết tiếng Hàn. Còn cái phần màu xanh, cái phần chữ nhỏ này này, chính là cái phần phiên âm mình mở rộng cung cấp thêm để các bạn tham khảo thôi. Nhờ phó thác, các bạn sẽ có tiếng Hàn là 부탁하다, 부탁하다, 부탁하다. Nhờ hoặc là phó thác, hoặc là nhờ vả, hoặc là nhờ cậy. Các bạn hiểu cái từ này, nhờ trong trường hợp là nhờ để được giúp đỡ. Ví dụ một câu là rất mong được giúp đỡ ạ, hoặc các bạn cũng có thể dịch là gì nhỉ? Nhờ cả vào anh hoặc là nhờ cả vào chị ạ. Các bạn có thể dịch như thế cũng được. Mang nghĩa là gì nhỉ? Rất mong nhờ được giúp đỡ, hoặc là tôi phó thác vào anh, hoặc là tôi nhờ cậy vào anh đấy. Trong tiếng Hàn sẽ là 잘 부탁드립니다, 잘 부탁드립니다, 잘 부탁드립니다, rất mong được giúp đỡ ạ. Các bạn thường dùng cái câu này khi mà ví dụ chúng ta mới ra mắt công ty chẳng hạn, sau màn giới thiệu chúng ta nói là rất mong được mọi người giúp đỡ ạ, thì các bạn dùng với 잘 부탁드립니다. Hoặc khi các bạn muốn nhờ cậy ai đó việc gì đó, và khi các bạn đã trình bày vấn đề rồi thì các bạn kết lại bằng một câu này: rất mong được anh giúp đỡ. Chuyển, 전하다, 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 chuyển. Ví dụ, xin chuyển lời hỏi thăm giúp tôi, 안부를 전해 주세요, 안부를 전해 주세요, 안부를 전해 주세요, xin chuyển lời hỏi thăm giúp tôi. Các bạn có 안부 có nghĩa là cái lời hỏi thăm. Bỏ hoặc là từ bỏ, 포기하다, 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 bỏ, từ bỏ. Dù vất vả cũng đừng từ bỏ, 힘들어도 포기하지 마세요, 힘들어도 포기하지 마세요, 힘들어도 포기하지 마세요, dù vất vả cũng đừng từ bỏ. Kiểm tra, 검사하다, 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 kiểm tra. Kiểm tra vé, 표를 검사합니다, 표를 검사합니다, 표를 검사합니다, kiểm tra vé. Đổi hoặc là thay, hoặc là chuyển, hoặc là thay đổi, hoặc là chuyển đổi, các bạn dùng với 바꾸다, 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 đổi hoặc là thay hoặc là chuyển. Đổi cho tôi sang cái này, 이걸로 바꿔 주세요, 이걸로 바꿔 주세요, 이걸로 바꿔 주세요. Xuống, hoặc bạn dịch là gì nhỉ? Đi xuống đấy, từ này chính xác của nó là đi xuống. Có 내려가다, 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 đi xuống. Thực chất các bạn có từ 가다 mà nghĩa là đi này, còn cái từ 내리다 là gốc của nó mà nghĩa là xuống. Khi mà kết hợp với 내려가다 thì các bạn hiểu là đi xuống. Ví dụ đi xuống tầng 3, 3층으로 내려가요, 3층으로 내려가요, 3층으로 내려가요, đi xuống tầng 3. Lên, các bạn hiểu là đi lên ấy, 올라가다, 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 lên hoặc là đi lên. Hãy đi lên tầng 2, 2층으로 올라가세요, 2층으로 올라가세요, hãy đi lên tầng 2. Cho, 주다, 주다, 주다,
Cho tôi một quả táo đi. 사과 하나 주세요. 사과 하나 주세요. 사과 하나 주세요. Cho tôi một quả táo đi, hoặc là cho mình một quả táo đi. 칭찬 칭찬하다 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 khen hoặc là khen ngợi. Yuri đã khen mình gì vậy? Yuri가 저를 뭐라고 칭찬했나요? Yuri가 저를 뭐라고 칭찬했나요? Yuri가 저를 뭐라고 칭찬했나요? Yuri đã khen mình gì vậy? Các bạn có 칭찬 là 칭찬하다 là khen, còn đã khen thì các bạn dùng với dạng câu hỏi một cách lịch sự nhẹ nhàng với cái đuôi 나요. Và đây là đã khen thì các bạn phải chia theo đuôi quá khứ là 칭찬했나요. Và đây là hết theo sau là phụ âm n, thì các bạn sẽ biến đổi cái phụ âm s này thành niên, thành n sẽ là 칭찬했나요. Yuri가 저를 뭐라고 칭찬했나요? Yuri đã khen mình gì vậy? Gửi 보내다 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 gửi 누구한테 선물을 보내요? 누구한테 선물을 보내요? 누구한테 선물을 보내요? Gửi qua cho ai? Pha 타다 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 pha pha cà phê à? Hoặc là em pha cà phê à? Anh pha cà phê à? 커피를 타요? 커피를 타요? 커피를 타요? Pha cà phê à? Ghi nhớ hoặc là nhớ. 기억하다 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 ghi nhớ hoặc là nhớ. Các bạn cần chú ý nối âm. Các bạn sẽ có hai cái âm này kết hợp với nhau thành phụ âm là âm khờ. 기억하다 ghi nhớ. Ban nãy tôi vừa mới nói gì anh còn nhớ không? 방금 전에 제가 무슨 말을 했는지 기억하세요? 방금 전에 제가 무슨 말을 했는지 기억하세요? 방금 전에 제가 무슨 말을 했는지 기억하세요? Ban nãy tôi vừa mới nói gì anh còn nhớ không? Biết 알다 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 biết. Bạn biết cái đó không? 그거 알아요? 그거 알아요? 그거 알아요? Bạn biết cái đó không? Không biết. 모르다 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 không biết. Tôi không biết. 저는 모릅니다. 저는 모릅니다. 저는 모릅니다. Tôi không biết. Hiểu 이해하다 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 hiểu. Các bạn đã hiểu chưa? 여러분 이해했어요? 여러분 이해했어요? 여러분 이해했어요? Các bạn đã hiểu chưa? Quên 있다 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 quên. Các bạn cần chú ý biến âm và gấp đôi phụ âm nhé. Giống như là dòng chữ màu xanh lá này mình đã phiên cho các bạn. Tôi quên tên nó rồi. 나는 그의 이름을 잊었다. 나는 그의 이름을 잊었다. Tôi quên tên nó rồi. Các bạn có 잊었다 hoặc là đây là một cách nói ngang hàng xuống xã. Còn lịch sự thì các bạn nhớ chia đôi câu là 잊었어요 hoặc là 잊었습니다. Còn các bạn có 이름 là tên, còn 그에, tại sao mình lại phát âm là 그에? Cái từ này là 의, nó mang nghĩa là của.
sở hữu tên của ai đó, cụ thể là 그의 이름, tên của nó. Thì các bạn sẽ có từ 의 này, khi nó là sở hữu, nó mang nghĩa là của ấy, thì được phát âm là thành e. 그의 이름, tên của nó. 나는 잊었다, tôi thì tôi đã quên rồi. 무 차다, 차다, 차다. 무 ngủ lúc 12 giờ, hoặc là tôi ngủ lúc 12 giờ. 12시에 자요, 12시에 자요, 12시에 자요. Ngủ lúc 12 giờ. Các bạn có 12 sẽ là gì nhỉ? 10 sẽ là 열, 열두. 2 sẽ là 두, 열두시에 자요. Ví dụ như 시에 자요, ngủ lúc mấy giờ, trả lời rằng 열두시에 자요. Thức dậy, 일어나다, 일어나다, 일어나다. Thức dậy, em thức dậy lúc mấy giờ? 몇 시에 일어나요? 몇 시에 일어나요? 몇 시에 일어나요? Tính tiền hoặc là thanh toán các bạn có 계산하다, 계산하다, 계산하다. Tính tiền, tính tiền giúp tôi. 계산해 주세요, 계산해 주세요, 계산해 주세요. Tính tiền giúp tôi. Bắt đầu, 시작하다, 시작하다, 시작하다. Bắt đầu, chắc phải bắt đầu quản lý vóc dáng thôi. 몸의 관리를 시작해야겠어, 몸의 관리를 시작해야겠어, 몸의 관리를 시작해야겠어. Chắc phải bắt đầu quản lý vóc dáng thôi. Các bạn có 몸의 관리 là quản lý vóc dáng, quản lý cái thân thể, hình thể. Thì ở đây mình lưu ý về cách phát âm, các bạn cần biến âm là thành 관리, niên mới đổi thành riêng là 관리, quản lý. 시작해야겠어, chắc là sẽ phải, phải bắt đầu quản lý vóc dáng. 시작하다, các bạn cần chú ý biến âm bằng cách là nối âm lên, biến âm thành âm khờ. Gặp, 만나다, 만나다, 만나다. Gặp, hôm nay tôi gặp bạn ở công viên. 오늘은 공원에서 친구를 만나요, 오늘은 공원에서 친구를 만나요, 오늘은 공원에서 친구를 만나요. Hôm nay tôi gặp bạn ở công viên. Nói chuyện, 이야기하다, 이야기하다, 이야기하다. Nói chuyện, từng người nói được không? 한 명씩 이야기하면 안 돼요? 한 명씩 이야기하면 안 돼요? 한 명씩 이야기하면 안 돼요? Từng người nói được không? 한 명씩 có nghĩa là từng người, từng người. 이야기하면 안 돼요? Từng người nói không được à? Hoặc là từng người nói được không? Cười, 웃다, 웃다, 웃다. Cười, các bạn chú ý về cách biến âm. Các bạn đừng cười vì mình ngượng lắm. 여러분 웃지 마세요, 창피하니까. 여러분 웃지 마세요, 창피하니까. Các bạn có 창피하다, 창피하다 mà nghĩa là ngượng, 니까 mà nghĩa là vì. Một cách kết thúc đuôi câu ngắn gọn, 창피하니까 mà nghĩa là vì mình ngượng lắm. Lịch sự hơn thì thêm đuôi yo, 창피하니까요, vì mình ngượng lắm ạ. 여러분, các bạn, 웃지 마세요, đừng cười mà. 웃지 마세요, đừng cười. 창피하니까, vì mình ngượng lắm. Khóc, 울다, 울다, 울다. Khóc, mừng phát khóc. 기뻐서 울어요, 기뻐서 울어요,
기뻐서 울어요. Mừng khát, mừng phát khóc. Hoặc các bạn dịch là gì nhỉ? Vì mừng quá nên là khóc. 기뻐서 울어요. Vì mừng, vì vui mừng nên là khóc. Đóng. 닫다, 닫다, 닫다. Đóng. Đóng cửa giúp tôi với. 문 좀 닫아주세요. 문 좀 닫아주세요. 문 좀 닫아주세요. Đóng cửa giúp tôi với. 뭐 열다 열다 뭐 Mở cửa giúp tôi với. 문 좀 열어주세요. 문 좀 열어주세요. 문 좀 열어주세요. Mở cửa giúp tôi với. Các bạn có từ 열어주세요. Thực chất là 열다. Các bạn có động từ chia theo đuôi A hoặc là O hoặc là 여 kết hợp với 주세요. Đây là một đuôi câu nhờ vả làm cái gì đó cho. 문 là cửa. 좀 thường khi kết hợp với cái đuôi nhờ vả thêm từ 좀 là một chút, một ít, thì để cái lời nhờ vả nó nhẹ nhàng hơn. Làm ơn mở cửa giúp tôi chút, hoặc là mở cửa giúp tôi với. 문 좀 열어주세요. Mang đến. 가져오다 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 Mang đến. Mang nước đến đây. 물을 가져와요 물을 가져와요 물을 가져와요 Mang nước đến đây. 물 물 có nghĩa là nước. 물을 가져와요 Mang nước đến đây. Mang đi. Ngược lại sẽ là mang đi, thì nó khác ở nhau cái từ ka ta và u ta. Ka cho ka ta. Ka cho ka ta. Ka cho ka ta. Mang đi. Hoặc là hãy mang theo ô, hoặc là hãy mang ô đi. Hãy mang ô đi. Hoặc là hãy mang theo ô đi. Các bạn có là 우산 가져가세요. 우산 가져가세요. 우산 가져가세요. Hãy mang theo ô đi. Bạn có 우산 có nghĩa là cái ô để che đầu đấy, che mưa đấy. 가져가다 là mang đi, còn 세요 là hãy. 우산 가져가세요. Hãy mang theo ô, hoặc là hãy mang ô đi. Mượn. 빌리다 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 Mượn. Các bạn có ở đây riêng và riêng âm r đấy. Thì khi mà phát âm thì các bạn sẽ đọc giống như là âm l. Pilita, pilita. Mượn. Cho tớ mượn cuốn sách này với. 이 책 좀 빌려 주세요. 이 책 좀 빌려 주세요. Cho tớ mượn cuốn sách này với. Các bạn có 이 책 có nghĩa là cái cuốn sách này, 책 có nghĩa là sách, 이 có nghĩa là này, 이 책 là cuốn sách này hoặc là quyển sách này. 빌려 주세요. Các bạn có thực chất là 빌리다 bỏ tà đi, gắn thêm o và 주세요. Các bạn hiểu là làm ơn cho tớ mượn ấy, thì bạn sẽ có 빌리 kết hợp với o 주다, thì 이 và o này các bạn viết gọn lại thành 려. 빌려 주세요. Thường thêm từ 좀 vào. Lời nhờ vả trở nên nhẹ nhàng. 이 책 좀 빌려 주세요. Cho tớ mượn cuốn sách này với. Như vậy, chúng ta vừa cùng nhau đi vào tìm hiểu tiếp 30 cái động từ kèm ví dụ. Các bạn cố gắng học thuộc từ và học thuộc cả ví dụ nữa nhé. Học ngoại ngữ suy cho cùng là các bạn học vẹt và học thuộc. Học thuộc càng nhiều thì các bạn biết càng nhiều từ vựng, càng nhiều câu thì các bạn sẽ càng nói tốt hơn. Và cố gắng với mỗi từ các bạn nhớ lấy thêm một vài ví dụ nữa xoay quanh cái từ vựng đó để chúng ta học, chúng ta ghi nhớ được từ tốt hơn. Học phải đi đôi với hành các bạn nhé. Các bạn đừng chỉ xem mỗi video mà các bạn cố gắng ghi chép lại, ghi chép, học thuộc và các bạn nói, giao tiếp. Có như vậy thì chúng ta mới tiến bộ được. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học ngày hôm nay. Chúc các bạn sẽ học tiếng Hàn càng ngày càng tiến bộ hơn, chăm chỉ hơn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.